mình không có lực ném thì mình cho đá, bóng cái gôn thì bóng chết, đá lên. Và bóng thì chết nhiều đá lên. Bóng đứng bên đây, bóng đứng bên đây là đứng bên đây cơ. Trong sân thì là bóng sống thì được ôm đá. Bóng chết là đó là bóng xuống. Bóng biên thì đạp xuống chết biên. Rồi bóng biên là ném hay là đạp xuống nhiều. Bóng biên là đạp xuống đá. Bóng biên là đạp xuống. Ý đấy là ở các ví dụ thể là các vị cũng thì nó bóng biên là sẽ ôm ném nhưng mà tao không ném đâu mà là đây 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 biên này. Rồi là chơi. Bóng ra biên thì như trong sân 11 là ném nhưng mà sân 7 của mình là đạp bóng xuống. Đá. Có vấn đề gì cần thiết trọng tài chỉ có đội trưởng của đội được quyền lại thiết nghi với trọng tài, tức là đội trưởng, hai đội trưởng được quyền thiết nghi, còn các thành viên không thiết nghi nếu có là phải có thẻ nhá, thẻ là hôm nay sẽ trừ tiền đấy. Rồi còn trong sân thì tất cả những vấn đề trong sân thì tất cả vấn đề là chưa còi, chưa bình thường, khi nào có còi dừng. Hôm nay thì ngày 8/3 thì em xin được phép các chị trưởng các em một ngày 8/3 thật nhiều niềm vui sức khỏe. Nhiều tay. Bây giờ hai đội nhá, chơi hai đội nhá. Nhớ. Hai đội thi ngày hôm nay nó mình chạm. Dụ ai không? Đi đầu hàng có mỗi người cơ. Đi đầu hàng có mỗi người chụp ảnh cái gì đi. Bây giờ khi nào nghe hiệu lệnh còi của em thì chào khán giả. Sau đó thì hai đội trưởng đứng lại là tiếp tục chọn sân đá bóng nha. Rồi bây giờ chị cứ bắt tay em. Cào rồi. Đi luôn, đi bắt tay luôn. Đi bắt tay luôn, đi luôn. Rồi hai đứa này. Trận đấu đã bắt đầu. Đội kỷ niệm để kỷ niệm ngày 8/3. Trong lên viên màu da cam. Các mẹ hoa phượng đỏ màu hoa phượng đỏ. Cam là ép lên, mình vẫn ép lên. Lan, lan đúng rồi. Như còn đó suy đấy cơ đợi bao nhiêu đều cũng sống suốt người không được thủ lâu không đá đâu mà. Sống rồi, ui trời. Bên này chạy lên đây, bên này. Bên chạy luôn bên. Ở đây là dung béo mà đi. Hết vào đi, vẫn hết vào giữa đi. Hết vào giữa luôn. Cái này mày chỉ chảo vào ạ. Vẫn hết vào vẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ê con nhanh. Chưa vào. Wow, quá hay. Tỷ số 1-1 à 1-0 nghi về giám đốc viện. Đỡ nha. Thank you.
chà chà. Có hay. Bóng sống mà. Quá. Đây này, nhìn cái này. Quay về có về tài liệu cắt ghép không? Có về xử lý. Không biết bình luận đâu. Sau này, đằng sau này. Một đều.
Không thấy cái gì? Không thấy toàn nữa. Quay như có bóc nè. Vì có bóc được quay. Quay đâu đi, quay nào. Sinh nhỏ nhưng mà nó lẫn quá. Mất trận đấu hai đấy. Anh vô là mất trận đấu hai đấy. Nó nhỏ. Đó này anh đứng đứng chỗ cao cái gì hả? Thôi anh Nhung ơi. Cậu đứng đâu rồi? Cậu phải đứng chỗ. Một người khác bên này, khác bên chỗ chữ T này. Có phải như cái sân Hải Yến đâu mình đứng được. Đúng rồi, Nhung ơi, chị ra chúng nó đúng không? Rồi, rồi, đúng. Đi sau, chị nhớ, đi sau. Chọc tiếp. Nhung ơi, khác ra như cũ đi Nhung ơi. Giấu tay sau bỏ sao đi chơi đúng rồi đó. Bóng kìa. Bóng kìa đó. Rồi. Bỏ sao đi chơi nhưng tập trung làm mấy em cũng đi. Anh em em tối nó. Ai đứng giữa sân quay vậy? Không, nó lìa, nó khó lìa lắm. Khó lìa. Nó ngắn sân mà nó khó lìa lắm. Rồi, đừng sau này, Nguyệt ơi, Nguyệt, sau, sau Nguyệt. Có sân Hải Yến nó có cái rằng ráo mình đứng lên. Đúng rồi, nó phải có những cái trước cao mình mới được. Trước mình xuống đây quay là nó cho leo lên đây quay. Không đâu, kẹp anh ơi. Cái lùn. Tại nó xin gì bị đâu mình tính gì ơi nào đây nóng mà chứ vào gôn vào gôn đôi phá luôn em mà phá anh. Nếu được anh em chia sẻ nó đây. À, nếu tôi xử lý được nó phát nhanh mà. Đẩy lúc. Đây. Mẹ ơi. Lô lô lô. Tuyền ơi. Tuyền ơi, lùi đi, lùi về giữa đúng không? Lùi đi ngay, lùi đi ngay. Rồi bình tĩnh lại đây, chạm lại. Áp lại vì họ kì. Tốt người ơi. Đâu chơi. Dùng ơi. Cánh kia nó không đá đường nhưng mà nó khỏe. Đoạn nó già nó khỏe. Khỏe lắm. Tập đi thể thao. Nhiều. Anh ạ. Nó khỏe. Để đá một chuyền đoạn làm xong lại rồi mới được. Nó chuyên môn là chết người luôn. Đóng luôn. Phải lấy 19 cũng quay ba. Quay hết rồi không? Quay thì quay ít thôi chứ không quay hết được. Hết đi rồi, hết đi rồi, đã cắt rồi. Có phải làm đĩa làm nung gì không? Đúng rồi. Thank you.
gần hết giờ rồi ha, hai mấy phút rồi, 30 phút mà. Hay quá. Giữa luôn. Thường
Đấy cái tấm qua nó đi. Lọt đó. Lọt. Đây là bóng chứ không phải lỗi đâu. Tấn công gì?